Trong bữa tiệc cảm ơn sau khi đăng quang, đương kim hoa hậu trái đất Phương Khánh đã lên tiếng về những ồn ào trong suốt thời gian qua. Theo đó, cô khẳng định mình không hề mua giải. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng có mặt trong đêm tiệc này, tố cáo người đàn ông tên Trần Kiệt cư xử quá quắt với học trò cũ. Anh cho biết, trong thời gian Phương Khánh hoạt động tại Philippines sau khi đăng quang, Trần Kiệt nhắc nhở anh trai ruột của cô phải cảm ơn 1 tỷ đồng vì đã mua giải cho Phương Khánh. Phản hồi lại thông tin này, ông bầu Trần Kiệt cho biết mình bị vu khống. Ông Kiệt tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trắng đen vì trong tay ông hiện có đầy đủ bằng chứng chứng minh trò cũ và những người liên quan bôi nhọ mình. Ông Kiệt cũng tung tin nhắn chứng minh bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Phương Khánh có mối quan hệ thân thiết chứ không phải là bạn bè đơn thuần. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng nhắn tin cảnh cáo ông Kiệt khi nghe thông tin ông này ép Phương Khánh đi khách.